Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 6 năm nay. Và bão hình thành ngay gần bờ, di chuyển nhanh nên sẽ gây khó khăn cho công tác ứng phó. Cường độ bão không quá mạnh nhưng mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tỉnh miền Trung. Trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 1 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông. Ngay trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Mưa do bão ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 6 giờ qua đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm và tổng lượng mưa dự báo cả đợt này do bão phổ biến là 200mm và một số sông suối lũ lên ở mức báo động 1, báo động 2. Với kịch bản mưa lũ trên, sẽ có khoảng 32 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt nên địa phương cần có phương án chủ động sơ tán dân. Trong đó chú trọng sơ tán tại chỗ, xen ghép đảm bảo phòng chống COVID-19. Thông tin chi tiết và diễn biến cơn bão cũng như là công tác chỉ đạo, ứng phó của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tại các địa phương chịu ảnh hưởng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin của Đài VTC. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.